thì khi mà tụi mình cứ thích chơi chữ như vậy thì nó thành thói quen mọi người và nó nó bị một cái mình gọi là bệnh nghề nghiệp đó. tức là có những tình huống mà mình không cố ý chơi chữ nhưng mà cứ thế mà chữ nó tự chơi mọi người <laughs> ví dụ nha hôm bữa mình đi ăn ở ngoài quán nhậu ngồi ăn với nguyên đám bạn có bà cụ lại hỏi con con có ăn đậu phộng trứng cút gì giúp bà không dạ cút cái bà cụ bà xin lỗi con nguyên đám bạn chửi mình mình ăn nó mất dạy mày Không, cái lúc đó mình mới nhận ra rồi một trường hợp khác hôm bữa bạn của mình bị tiêu chảy mà nó chạy tới chạy lui mấy chục lần rất đau luôn thì mình muốn động viên nó mình muốn nói cái gì đó để tinh thần nó tốt hơn tới cái lần thứ mười mấy mà nó đi á have fun, man